Mở đầu cho chương mục Sống Vui Sống Khỏe, xin mời quý vị cùng đến với thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố số điện thoại đường dây nóng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Bộ Tài nguyên Môi trường công bố là 0437957889. Người dân có thể phản ánh trong giờ làm việc về các vi phạm đất đai, tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ. Người dân, doanh nghiệp cũng có thể phản ánh chuyển thông tin qua địa chỉ email cockswlsdd@gmail.com. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố cho biết, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thực hiện dự án CIS, ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu, giúp nhanh chóng khoanh vùng ổ dịch bản đồ. Và dự án này được triển khai thí điểm tại 6 trạm y tế của quận Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Phú. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thông báo thông tin tuyển chọn ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 hoặc N2 để sang làm việc tại Nhật Bản vào năm 2017. Đây là chương trình giúp cho những người tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là ứng viên điều dưỡng và hộ lý có cơ hội tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tại Nhật Bản. Mức lương của ứng viên điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản sẽ theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên, mức lương thông thường của ứng viên điều dưỡng hộ lý như sau. Ứng viên điều dưỡng là 130.000 đến 140.000 yên một tháng. Ứng viên hộ lý là 140.000 đến 150.000 yên một tháng. Ngoài mức lương trên, thông thường ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với thành tích công việc. Ứng viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ở địa chỉ 41B Lý Thái Tổ, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ nay cho đến ngày 13 tháng 5 năm 2016, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và những ngày lễ. Đối với hồ sơ đăng ký gửi qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước với địa chỉ website là www.trolab.gov.vn và gửi thông báo theo địa chỉ mà người đăng ký cung cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình.